Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn, trước tiên cho phép tôi thay mặt tập thể lãnh đạo công ty cổ phần Ngân Sơn cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty xin gửi tới các quý vị đại biểu và các bạn lời cảm ơn các bạn đã có mặt tham dự tại buổi lễ khánh thành và khai trương vận hành dây chuyền chế biến đồng bộ 24.000 tấn năm do công ty cổ phần Ngân Sơn thực hiện. Thưa các quý vị đại biểu và các bạn, dự án đổi mới dây chuyền thiết bị thuốc lá tách cọng công suất 24.000 tấn năm do công ty cổ phần Ngân Sơn thực hiện từ tháng 5 năm 2011 dưới hợp đồng giữa công ty cổ phần Ngân Sơn và nhà cung cấp thiết bị GNB thuộc Cộng hòa Ý. Với sự nỗ lực của nhà cung cấp từ cuối 2011 và quý 1 2012, công ty cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức tiếp nhận toàn bộ số lượng thiết bị đồng bộ của dây chuyền về khu công nghiệp Tiên Sơn, và từ tháng 3 2012 kết hợp với chuyên gia các lĩnh vực của công ty GNB và tập thể cán bộ kỹ thuật công nhân viên của công ty cổ phần Ngân Sơn triển khai lắp đặt toàn bộ hệ thống dây chuyền sau 5 tháng tổ chức thi công và lắp đặt và 2 tháng chạy thử. Về cơ bản, hệ thống dây chuyền đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đối với công nghệ, kỹ thuật đối với nguyên liệu thuốc lá tách cọng. Và ngày hôm nay, được sự ủng hộ của các quý vị đại biểu và các bạn, công ty cổ phần Ngân Sơn chính thức tổ chức lễ khánh thành khai trương dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá đồng bộ công suất 24.000 tấn năm. Việc đầu tiên khi nhắc đến dây chuyền sơ chế tách cọng 24.000 tấn một năm, đó là phòng điều khiển trung tâm. Có thể nói đây là trái tim của toàn bộ dây chuyền. Ở đây có thể kiểm soát hoạt động toàn bộ dây chuyền trong quá trình vận hành các cụm thiết bị, đảm bảo và kiểm soát chặt chẽ các thông số kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất. Các thiết bị thuộc hãng Siemens S7400 công nghệ mới nhất. Trước khi vào chế biến, lá thuốc lá dính tệp hoặc mốc nhẹ được đưa qua thiết bị hấp ẩm chân không. Ở áp suất nhiệt độ hơi nước chuẩn sẽ làm các lá thuốc lá bung tơi, mất mùi tạp, giúp quá trình chế biến nguyên liệu thuốc lá đạt các chỉ tiêu công nghệ theo tiêu chuẩn quy định, giảm thiểu tổn thất do quá trình bảo quản trước đó. Với đặc điểm cung cấp nguyên liệu lá thuốc lá gồm nhiều vùng miền khác nhau dẫn đến sự đa dạng sản phẩm thô, thì với 22 bản phối cụm máy cắt đầu lá, dây chuyền 24.000 tấn một năm là dây chuyền duy nhất ở Việt Nam có số lượng bản phối đảm bảo tiêu chuẩn phối đồng đều về vị, bộ, vùng, cấp loại lá thuốc lá. Trên cụm cắt đầu lá, tất cả các bàn để kiện thuốc thông qua mặt bàn đột lỗ kết nối với hệ thống hút bụi, giảm thiểu lượng vụn, bụi phát tán từ các kiện thuốc sinh ra. Dây chuyền này không chỉ quan tâm tới chất lượng của sản phẩm mà còn quan tâm tới sức khỏe của công nhân trực tiếp sản xuất với hệ thống cấp gió tươi, làm lạnh bằng bơm nước tuần hoàn qua màng lọc, cấp gió đến từng vị trí công nhân thao tác, giảm nhiệt độ từ 3 đến 6 độ C so với môi trường, tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân, nhất là khi nhiệt độ môi trường nắng nóng. Việc tạo ra chất lượng sản phẩm cũng như làm sạch môi trường lao động được quan tâm và thiết kế cho từng công đoạn, ví dụ như việc sàng cát đầu, đuôi lá. Cụm thiết bị này loại bỏ cát, bụi, vụn kích cỡ nhỏ bám dính trên lá thuốc lá, hút ra cụm lọc bụi, làm cho nguyên liệu đưa vào phần tách cọng sạch hơn và giảm bụi trong nhà xưởng. Đây là cụm xi lanh hấp ẩm. Hơi cung cấp cho xi lanh từ nồi hơi qua các thiết bị kiểm soát, áp kế, van chặn, van một chiều, van an toàn, van điều khiển bằng tay. Dây chuyền gồm 3 xi lanh hấp ẩm đầu lá, đuôi lá, làm cho lá thuốc đạt độ ẩm và nhiệt độ tiêu chuẩn trước khi tách cọng và sấy. Sau khi hấp ẩm, đầu lá được qua thiết bị tách tệp, loại bỏ các đầu lá còn dính tệp, làm tách rời các lá dính vào nhau và nhờ hơi nóng, hơi ẩm qua quá trình va đập của nguyên liệu với nhau và với các vật cản như đinh, lưỡi răng cưa bố trí trong xi lanh, chuyển phần đầu lá bung tơi đạt tiêu chuẩn trước khi sấy.
Không chỉ lựa đầu lá, đuôi lá trên máy để đảm bảo chất lượng cao, với 25 bản lựa đầu và đuôi lá bằng tay thủ công thì phải nói đây là dây chuyền có số lượng bản lựa nhiều nhất, đảm bảo công đoạn lựa loại bỏ tạp vật, lá không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật triệt để tối đa. Trước khi vào công đoạn tách cọng sản phẩm, một lần nữa được chạy qua thiết bị nam châm và đầu đo độ ẩm. Các thiết bị trên được lắp đặt để hút sắt lẫn trong lá thuốc một cách triệt để. Và một lần nữa, kiểm soát độ ẩm bằng thiết bị đo độ ẩm giúp quá trình kiểm soát độ ẩm trước khi tách cọng, sau sấy đạt tiêu chuẩn công nghệ chế biến. Với hệ thống đập 4 cấp và 8 lần tách, toàn bộ cụm tách cọng được kiểm soát phản hồi, kết nối PLC, điều khiển tự động tốc độ động cơ, lưu lượng gió, vận tốc băng tải ở các chế độ tối ưu giúp quá trình tách cọng đạt hiệu suất và tiêu chuẩn công nghệ cao nhất. Một lần nữa, chất lượng sản phẩm lại được kiểm tra và điều chỉnh qua cụm sấy mảnh lá, sấy cọng. Được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo sản phẩm sau khi sấy đạt tiêu chuẩn chế biến nguyên liệu thuốc lá quốc tế. Tương tự như vậy, toàn bộ quá trình được áp dụng kiểm tra và kiểm soát, điều chỉnh chất lượng sản phẩm như đối với phần cọng thuốc lá. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm còn được kiểm soát trong dây chuyền này bởi phòng lab.
Bộ phận này được trang bị đồng bộ các thiết bị kiểm tra các tiêu chuẩn công nghệ chế biến nguyên liệu thuốc lá theo tiêu chuẩn quốc tế. Về mặt cảm quan, mùi vị và màu sắc phải đạt, chất lượng phải đạt các tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu. Trong thành phẩm không có lẫn rác hay các tạp vật khác, tách lá thuốc với tỷ lệ cọng và vụn cho phép thành nguyên liệu riêng. Cuối cùng phải kể đến công đoạn đóng gói thành phẩm sản phẩm lá. Sau khi qua công đoạn chế biến lá, thuốc lá rất tơi, xốp và nhẹ. Ép chặt các sản phẩm vào thùng các tông mà không làm ảnh hưởng tới hình dáng bên ngoài của thùng các tông. Trọng lượng mỗi thùng thành phẩm đạt quy cách mà khách hàng yêu cầu. Đóng đai kiện hoàn tất, gọn gàng, chặt chẽ, vững chắc để thuận tiện cho việc bốc xếp, di chuyển thành phẩm. Được thiết kế, chế tạo gọn, giảm chiều cao tối đa, lập trình tự động hóa, hiệu suất sử dụng cao. Việc bảo vệ môi trường nói chung và tạo ra môi trường lao động cho công nhân đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn như đã quy định cũng được đặt lên hàng đầu của dây chuyền này. Đây là hệ thống hút, lọc bụi qua túi lọc điều khiển qua van dung điện từ, đảm bảo xử lý bụi đạt tiêu chuẩn quy định, giữ gìn môi trường xung quanh trong sạch. Việc đưa dây chuyền sơ chế tách cọng 24.000 tấn một năm vào hoạt động sẽ phát huy tối đa khả năng các nguồn lực, cơ sở vật chất để công ty tăng hiệu quả sản xuất. Với công nghệ hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu, dây chuyền mới sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về số lượng và chất lượng sản phẩm. Khách hàng có thể có nhiều lựa chọn về các gói yêu cầu kỹ thuật, từ đó khách hàng được quyền quyết định chất lượng cho sản phẩm. Chất lượng sản phẩm được lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng và được kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới là một thời kỳ phát triển tốt đẹp của công ty cổ phần Ngân Sơn.